Dạ, Tâm Chánh Pháp xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Bây giờ Tâm sẽ mời tất cả mọi người xem một cái đoạn clip rồi chúng ta cùng nhau phân tích nha. Tâm thì Tâm xem clip này thì Tâm không cầm được nước mắt. Còn mọi người như thế nào thì sau khi mà xem clip thì cho Tâm cái bình luận nha. Bây giờ Tâm mời tất cả mọi người cùng xem với Tâm nha. Dạ ngày mai là chùa em đóng cửa nha cả nhà. Dạ ngày mai là chùa em đóng cửa nha cả nhà. Không mở cửa nữa. Dạ mấy em có đưa qua trung tâm có đưa về nhà nha cả nhà. Chắc có lẽ là những cái bọn mà chống phá tu viện Sư Minh Đạo đó bây giờ chắc họ đang mừng ăn mừng bởi vì họ đã chiến thắng. Tu viện Sư Minh Đạo đã thua bởi vì theo luật thì tu viện Sư Minh Đạo không được phép nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, bởi vì nếu mà nuôi dưỡng trẻ em thì có phải được nhà nước cấp phép thì mới được nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, chứ còn tu viện Sư Minh Đạo thì không được phép nuôi dưỡng trẻ em. Tôi nghĩ là bây giờ là cái ông Thích Thiện Thuận chắc ông đang mừng, hay hoặc là một số người như là Lê Thị Miễn hay hoặc là cái thằng Huệ Thuận thì chắc có lẽ bây giờ nó đang mừng vì nó đã chiến thắng. Thật sự mà nói, tôi xem clip này xong thì tôi không thể nào tôi cầm được nước mắt. Phải nói là Tâm xem đi xem lại rất nhiều lần nhưng mà Tâm vẫn không cầm được nước mắt. Tôi không biết tại sao mà họ đi tu mà họ lại có một cái tâm tánh nó độc ác như vậy. Bây giờ từ bấy lâu nay đó là Sư Minh Đạo nuôi dưỡng trẻ em này rất là tốt, cho đi học phổ thông rồi tối về là cho các em nó học Phật học Pháp, phải nói là rất là tốt cho những trẻ em này. Nhưng mà tôi không nghĩ là ông Huệ, xin lỗi, tôi không nghĩ là cái ông Thiện Thuận này ổng lại chơi một cái công văn là yêu cầu cơ quan nhà nước vào điều tra cái tu viện Sư Minh Đạo. Ổng biết rằng á, tu viện Sư Minh Đạo là nuôi trẻ em không có phép, bởi vì những người ổng này ổng hiểu pháp luật, ổng am hiểu pháp luật, ổng biết là nuôi dưỡng trẻ em á, là phải có được nhà nước cấp phép. Vô những cái trung tâm nhân đạo mà được nhà nước cấp phép thì mới được nuôi dưỡng các em này. Nhưng mà những các em này là có một số người thì cha mẹ người ta gửi, có một số người thì sanh đẻ ra rồi để ngay cái tu viện ông thì ông ẩm vô ông nuôi. Cho nên là bây giờ những cái người nào mà có cha mẹ thì cha mẹ dẫn về nuôi, còn những cái người nào mà không có cha mẹ đó, người ta sanh ra người ta để chiếc cửa tu viện thì thầy ôm vô thầy nuôi á, thầy ẩm vào thầy nuôi á, thì bây giờ đưa qua cái trung tâm nhân đạo để mà cho các em này là ở đó. Bây giờ các em ở đây đó là lâu rồi, đã mến tay mến chân, quen với những cái phong cảnh ở đây rồi. Bây giờ qua bên đó lạ lẫm, phải nói là các em rất là buồn. Không có cái nỗi buồn nào mà bằng cái nỗi buồn chia tay, phải nói là rất là xúc động, rất là buồn. Phải nói là tôi xem tới xem luôn tôi rất là buồn. Tôi nghĩ á, bây giờ là những người mà chống phá cái tu viện Sư Minh Đạo đó chắc có lẽ mừng lắm, mừng rất là mừng bởi vì họ đã chiến thắng. Nhưng mà tôi nói cho mấy ông nghe nè, mấy ông làm cái gì á thì mấy ông để cái đức lại cho con cháu sau này. Mấy ông đừng có nghĩ là mấy ông đi tu mấy ông không có con, còn cháu mấy ông nữa nha. Tôi nói thẳng luôn, những việc mấy ông làm là trời đang nhìn đó. Tại sao từ bấy lâu nay mấy ông không có một cái văn bản yêu cầu từ đầu là Sư Minh Đạo đã nhận nuôi những trẻ em mồ côi, tại sao mấy ông không có ý kiến? Mà Sư Minh Đạo vừa sinh ra khỏi giáo hội là mấy ông đưa ra cái văn bản yêu cầu nhà nước vào xử lý, thì theo pháp luật thì người ta làm đúng pháp luật thôi. Các cơ quan nhà nước thì người ta xử lý đúng pháp luật thôi. Tại vì nếu mà nuôi dưỡng trẻ em mồ côi thì phải có được cấp phép. Còn tu viện Sư Minh Đạo thì không có giấy phép nuôi dưỡng các em này. Trước đây thì mình cũng nghe Sư Minh Đạo nói là đang xin phép các cơ quan nhà nước là một cái cơ sở nhân đạo gì đó để mà tiếp tục nuôi dưỡng các em, thì chắc có lẽ là nhà nước không cho phép. Nhà nước không cho phép, tôi không biết là lý do gì mà nhà nước không cho phép tu viện này là một cái trung tâm nhân đạo để nuôi dưỡng các em mồ côi, thì cái đó là mình cũng không biết nha. Nhưng mà thật tình mà nói thì cái này là những cái hậu quả này là do giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này ra, bởi vì những cái người này ganh năng tức ở, nói thẳng là một câu là ganh năng tức ở, phải nói là làm những cái việc như thế này phải nói là không thể nào chấp nhận được. Bây giờ quý vị có sáng mắt chưa? Quý vị có thấy là những người tu mà họ lại tàn nhẫn, họ tàn ác với nhau chưa quý vị? Họ chống đối với nhau, họ triệt hạ với nhau có bằng sát gián luôn, không cho Sư Minh Đạo ngóc đầu luôn. Bởi vì Sư Minh Đạo vừa sinh ra khỏi cái giáo hội là bắt đầu giáo hội đưa cái công văn lên là yêu cầu điều tra tu viện Sư Minh Đạo. Rồi bây giờ quý vị có sát con mắt chưa? Từ bấy lâu nay đó, nói là những người tu học là những người hiền, những người mà giúp cho đời, giúp cho đạo nhiều. Nhưng mà bây giờ quý vị có thấy chưa?
họ sân si từ chút, họ ganh tị từ chút. Từ mấy lâu nay, mấy chục năm nay sư Minh Đạo nuôi, mà lúc đó là sư Minh Đạo còn nằm trong giáo hội thì không có ý kiến gì hết, không có gửi văn bản gì hết. Nhưng mà sư Minh Tuệ, xin lỗi, sư Minh Đạo vừa sinh ra khỏi giáo hội là có văn bản đề nghị vào kiểm tra. Tại sao? Quý vị tự đặt ra câu hỏi rồi tự trả lời luôn đi. Phải nói là họ sân si chưa? Họ tu nhưng mà cái tâm họ đâu có tỉnh đâu. Họ nhìn khắp nơi hết trơn á, người nào mà thấy có một chút lỗi gì là họ xé ra cho to. Họ yêu cầu các cơ quan nhà nước vào điều tra. Quý vị thấy nói là những người tu học là không có hơn thua với đời, không có hơn thua với ai. Mà chính những người tu học với nhau mà họ còn hơn thua thì nghĩ đi. Nghĩ đi quý vị, nghĩ đi, họ có hơn thua với người đời hay không? Những cái người tu học huynh đệ với nhau, thầy trò với nhau mà họ chơi như vậy đó. Rồi bây giờ đó, quý vị nghĩ đến người đời á, họ có hơn thua không? Làm sao mà không hơn thua được? Họ còn chơi bời, họ còn hưởng thụ như vậy thì làm sao họ tu học được? Hỏi thật tình mà nói, họ chơi kiểu này phải nói là mình cũng không biết nói gì hơn. Nhưng mà thật tình mà nói, tôi rất bức xúc cho những cái trường hợp như thế này. Sư Minh Đạo tu học trong chùa nuôi dưỡng được trẻ em thì cái đó là rất là tốt mà, chứ đâu có gì sai đâu. Khi nào sư Minh Tuệ, khi nào sư Minh Đạo chứa cái gì tầm bậy tầm bạ, chứa cờ bạc hay hoặc là những cái tệ nạn của xã hội, thì lúc đó yêu cầu các cơ quan nhà nước vào điều tra. Nhưng mà cái này đó, tu viện sư Minh Đạo nuôi dưỡng trẻ em giúp đỡ biết bao nhiêu người, chia sẻ yêu thương tới những người nghèo, những người bán vé số, phải nói là rất rất là nhiều người, tạo biết bao nhiêu công đức. Mà tại sao như vậy đó mà sư Minh Đạo vừa sinh ra khỏi giáo hội là bắt đầu có cái đơn yêu cầu vô xử lý? Tại sao mấy lâu nay mấy ông không yêu cầu? Từ lúc đầu á, mấy ông biết sư Minh Đạo nuôi dưỡng trẻ em, tại sao mấy ông không nói đây là không được quyền nuôi nha? Mấy ông nói từ đầu đi, để cho sư Minh Đạo nuôi mấy chục năm nay rồi, mấy đứa em mà nó mến tay mến chân rồi, nó mến ở nơi đó rồi, hoàn cảnh phong cảnh nó đó nó quen thuộc rồi, bây giờ nó lớn lên rồi bắt nó đi nơi khác cảm thấy nó buồn không? Mấy ông tu học là như vậy sao? Mấy ông làm khó hết người này tới người khác, tới những cái trẻ em mấy ông cũng không tha. Thì mấy ông tu học cái gì? Tôi hỏi thật đó, mấy ông tu học cái gì? Mấy ông giúp được cái gì cho đời và cho đạo? Mấy ông cười đi, mấy ông chiến thắng rồi, mấy ông chiến thắng rồi. Mấy ông cười đi. Sau này hậu quả là mấy ông gánh chịu nha, tôi nói trước. Mấy ông không làm được những người ta, người ta không tôn trọng mấy ông, rồi cái đầu mấy ông là muốn chỉ trích người ta. Mấy ông nắm chức nắm quyền xong rồi mấy ông muốn đàn áp ai là mấy ông đàn áp, mấy ông nói gì là mấy ông nói, mấy ông làm gì là mấy ông làm. Bởi vì từ bấy lâu nay người người nhà nhà đều yêu kính và tôn thờ cái đạo Phật. Nhưng mà hôm nay thật sự mà nói, tôi thấy cái đạo Phật bây giờ nó quá thối nát. Thật sự mà nói, họ tranh đấu với nhau, họ hãm hại với nhau, rồi bắt đầu là bây giờ họ triệt hạ với nhau, phải nói là sát gián luôn. Thật sự mà nói rất kinh khủng khiếp. Thật sự mà nói tôi rất là sợ những người mà mượn đạo tạo đời như thế này. Họ không phải thật lòng tu theo cái đạo Phật đâu, mà họ tu vì danh, vì vọng, vì vật chất, chứ không bao giờ họ tu theo cái đạo Phật. Nếu ví dụ như sư Minh Đạo tu có sai, có làm cái gì sai thì đóng cửa với nhau mà bảo với nhau, để cho sư Minh Đạo hồi hướng, hồi hướng cho sư Minh Đạo, chứ không phải là làm một cái biên bản yêu cầu các cơ quan điều tra vào xử lý sư, cái tu viện sư Minh Đạo. Bây giờ các em nó đi tứ tán hết trơn rồi đó, rồi mấy ông có vui không? Mấy ông có hãnh diện cái việc làm của mấy ông chưa? Tôi không nghĩ đây là những cái hành động của những người tu làm với nhau, đối xử với nhau như vậy. Ở ngoài đời người ta làm cái gì, người ta còn suy nghĩ, ta còn phải đắn đo. Còn mấy ông làm, mấy ông không có đắn đo gì hết. Đúng là mấy ông giải cứu được rồi, mấy ông giải cứu được những đứa em một cô này rồi. Hoan hô mấy ông, chúc mừng mấy ông nha, mấy ông làm rất tốt. Bây giờ tôi nói mấy ông nè, ở ngoài nó có rất là nhiều những cái trung tâm nhân đạo, nó tàn sát trẻ em luôn kìa, nó hành hạ trẻ em luôn kìa, giống như cái trung tâm nhân đạo Hoa Hồng. Mấy ông thầy tu có thấy chưa? Bây giờ đưa các em này vô đó, biết đâu được cái trung tâm nhân đạo này nó cũng giống như trung tâm nhân đạo của Hoa Hồng thì sao? Nhưng mà tu viện sư Minh Đạo nuôi dưỡng trẻ em có tốt không? Có đánh đập không? Có hành hạ không? Có ngược đãi không?
rồi mấy ông đưa những đứa em này ra ngoài này ngoài đó, rồi người ta nó bị hành hạ, ví dụ nó bị hành hạ hay hoặc là như thế nào, rồi công đức mấy ông rất là lớn. Tôi nói rồi, công đức mấy ông là vô biên. Bây giờ có những người họ mượn đạo tạo đời, có những người họ vì danh lợi họ làm bất chấp, giống như cái trung tâm nhân đạo Hoa Hồng, mái ấm tình thương Hoa Hồng gì đó, mấy em còn nhớ chắc. Chắc có lẽ mấy em biết mà. Nuôi dưỡng trẻ em trục lợi cái tiền của bá tánh người ta đến đó người ta quyên góp. Các em ăn chỉ ăn cơm trắng không, không có gì để ăn hết. Trong khi trong tu viện Sư Minh Đạo ăn uống thì đầy đủ trò chơi giúp các em giải trí, phải nói là rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Nó quên đi những cái đau khổ của cuộc đời đó, là nó không cha không mẹ. Nhưng mà mấy ông bây giờ đó, mấy ông lại buộc những cái đứa trẻ này nó ra cái trung tâm nhân đạo như vậy đó. Mấy ông có vui chưa? Ông Thích Thiện Thượng nè, có vui chưa? Những cái người mà chống đối nè, những cái người mà làm đơn yêu cầu xử lý Sư Minh Đạo nè, mấy ông có vui chưa? Mấy ông có hạnh phúc về việc làm của mấy ông chưa? Bây giờ Phật tử á, hãy sáng con mắt lên. Chùa chiền bây giờ á, có những nơi nào tu chân chánh thì chúng ta đến đó để chúng ta giúp đỡ cho những người đó tu giác ngộ và sau này giúp đỡ cho chúng sanh. Còn những cái chùa nào mà mượn đạo tạo đời trục lợi, mọi người mà đi vào đó mà cúng dường cho nó thì tôi bảo đảm là cái lỗi của mỗi người còn lớn hơn cái lỗi của những cái thằng xàm tăng ma tăng. Bởi vì chính chúng ta đã làm cho người, cho họ là phá giới. Hãy sáng con mắt đi. Tôi nói thẳng luôn, từ đây về sau, ngoài tu viện Sư Minh Đạo hay hoặc là một vài ngôi chùa mà nào mà chân chánh thì tôi đi, chứ còn những cái chùa tôi không đi chùa nữa. Nó thẳng một câu như vậy. Tôi không biết lý do tại sao mà yêu cầu xử lý Sư Minh Đạo là phải nó là tới cùng như vậy. Đâu phải mấy ông là biết là Sư Minh Đạo mới nuôi trẻ em đây đâu. Mấy chục năm nay rồi, mấy ông là cái người trong giáo hội. Hồi đó Sư Minh Đạo cũng là người trong giáo hội của thị trấn Phú Mỹ, đúng chưa? Thì mấy ông quá rành rồi, mấy ông tới lui mấy ông quá rành rồi. Mấy ông để cái trường hạ đó mấy ông thu tiền cũng quá nhiều rồi. Thì mấy ông biết được những trẻ em mồ côi này ở đây rồi. Tại sao lúc đó mấy ông không có làm giấy yêu cầu gì hết? Hả? Tại sao có lúc đó mấy ông phạt đó, phạt Sư Minh Đạo đó, rồi bắt đầu tao mới biết ta đến Sư Minh Đạo, rồi mấy ông cũng ghinh cái bàn công đức để mấy ông để kế bên tu viện Sư Minh Đạo, trong cái tu viện Sư Minh Đạo luôn, mấy ông để trong cái tu viện Sư Minh Đạo mà mấy ông không có ý kiến gì hết. Sau khi mà Sư Minh Đạo là một cái đơn là xin ra khỏi giáo hội thì mấy ông chơi một cái tờ đơn là yêu cầu vô giải cứu mấy em đó. Mấy ông giải cứu được rồi, mấy ông hay lắm, mấy ông rất là tài. Tài nhất là sân si, đố kỵ, ganh ghét. Nếu mấy ông không sân si, không đố kỵ, không ganh ghét thì không có ngày hôm nay mấy em nó không có cuộc chia ly này. Mấy ông làm như vậy đó, công đức nhiều chưa? Công đức dữ chưa? Thật tình mà nói, tôi coi clip xong tôi rất bức xúc những cái ông mà ra cái công văn như thế này. Tôi không biết dùng những cái lời lẽ gì ở trên đây, bởi vì lên trên mạng mình dùng những lời lẽ nó thô tục quá thì nó gây nó phản cảm, đúng không ạ? Chứ thiệt ở ngoài đời là tôi không bao giờ dùng những lời lẽ như vậy để tôi nói với mấy ông đâu. Tôi nói thật, tôi quá kinh tởm mấy ông. Tôi quá kinh tởm với những cái người mang danh là chức vụ này, chức vụ kia trong giáo hội. Tôi quá kinh tởm, tôi nói thật. Như Thích Chắc Khang đã nói, tu mà còn ham danh háo lợi là những người đó mượn đạo tạo đời. Một người xuất gia là sống cuộc sống đơn giản nhất, tứ đại giai không. Mấy ông mang cái danh nghĩa là giáo hội Phật giáo, mấy ông mang cái danh nghĩa là đạo Phật, mấy ông giúp gì được cho đời? Có phải mấy ông đang làm khổ mấy đứa em này không? Nhìn vào clip này mấy ông có thấy sao? Mấy ông có cảm động không? Mấy ông tu học như vậy à? Người ta nói là những người tu học là từ bi hỷ xả lắm mà. Cái lòng từ bi của mấy ông đâu hết rồi? Chó tha hết rồi hả? Mấy ông đối xử với những cái đứa em như vậy đó, những cái trẻ em như vậy đó, mấy ông vui chưa?
mấy ông hãnh diện chưa? Mình là người tu học với nhau mà, các em nó là những đứa em mồ côi mà. Tại sao mấy ông không có cái lòng từ bi vậy? Bây giờ mấy ông nó, bây giờ đó mấy em nó chia rẽ đó, chia tay nó khóc lóc như vậy, mấy ông vừa lòng chưa? Mấy ông vui chưa? Hãnh diện chưa? Tôi không ngờ mấy ông lại có cái đồng dạng độc ác như vậy. Mà trong khi nó mang danh nghĩa là đạo Phật, là giáo hội đó. Tôi nói thật nha, mấy ông làm kiểu này là mấy ông tự giết mấy ông. Tôi bảo đảm đạo Phật còn ở đất nước Việt Nam nữa, tôi đi bằng cách đâu? Còn là còn cái danh nghĩa đạo Phật chùa chiền để đi du lịch giống như Hàn Quốc và Nhật Bản thôi. Đáng lẽ mấy ông phải xử lý rất là tinh tế những cái thằng xàm tăng ma tăng, mấy ông xử lý nó để mà giúp cho Phật tử người ta quay lại, ta ủng hộ đạo Phật, chứ không phải mấy ông xử lý những cái việc chân tu như ông giúp đời giúp đạo như Sư Minh Đạo như vậy. Những cái thằng ma tăng mượn đạo tạo đời ấy, mấy ông binh vực, không có giúp ích gì được cho đời hết, thì mấy ông binh vực, chỉ có trục lợi hút máu từ Phật tử thì mấy ông tung hô. Còn những người người ta tu thật, người ta tu chân chánh, tại sao mấy ông lại đàn áp người ta như vậy? Bây giờ tu thật là không được à? Phải giả tu thì mấy ông mới chịu, chứ còn là tu thật là mấy ông không cho. Đúng là một lũ không thể nào chấp nhận được. Để cho những cái loại này mà nó nằm nắm giữ cái chức vụ gì trong giáo hội, tôi bảo đảm giáo hội sẽ không còn tồn tại nữa. Người ta sẽ quay lưng với đạo Phật, người ta sẽ quay lưng với giáo hội. Quá bức xúc. Và cảm ơn tất cả mọi người. Và Tâm xin chúc tất cả mọi người vui vẻ và hạnh phúc. Sữa tươi nha con chú chị. Lạp sữa tươi nạc không bao con chú chị ăn cực kỳ ngon nha. 250.000 một ký, 250.000 một ký. Số điện thoại em để trên màn hình, con chú chị cần sử dụng liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0906816074. Lạp sữa tươi bao ngon thương cô chú chị. Mọi người sử dụng là mọi người sẽ có phản hồi ngay và luôn cho em. Đó. Thì 250.000 em bao ship toàn quốc cho cô chú chị nha. 1 ký cũng giao, 2 ký cũng giao, 10 ký cũng giao cô chú chị. Rồi, thì đây là lạp xưởng tươi, 250.000 1 ký.